tên là Ale và tháng 10 này em sẽ tròn 19 tuổi. Và đúng một tuần sắp tới thì em sẽ bay tới Mỹ để bắt đầu con đường vào đại học. Và em sẽ theo học chuyên ngành Nutrition and Dietetics ở University of Delaware. Xin chào các bạn, mình là mẹ của bạn Ale. Và nếu các bạn nhìn thấy nền tảng của mình thì mình là làm trong nhóm IDP. Em có tìm hiểu qua một số quốc gia như là Mỹ, Anh và Úc thì em thấy là Mỹ sẽ có môi trường phù hợp nhất với mình bởi vì người ta sẽ đề cao cái tính tự lập ấy. Vì cũng như là đây nói là bạn ấy cũng tự cảm thấy đấy là môi trường phù hợp với bạn ý. Thế còn mình là mẹ nên mình cũng có quan sát thì có những cái điểm mạnh của Lê là tính tự lập và có những điểm mà môi trường giáo dục Mỹ sẽ giúp cho Lê phát triển tốt hơn, tự như là việc bạn sẽ tự tin hơn, nhìn nhận các vấn đề nó sẽ rộng mở hơn, và bạn sẽ cảm thấy không có sợ gì khi phải đối mặt với những cái thách thức phía trước. Trước khi ra quyết định gap year thì em cũng đã suy nghĩ rất là nhiều và em quyết định là mình sẽ cần một khoảng thời gian để tìm hiểu bản thân, đồng thời là phải chuẩn bị thật kỹ cho hồ sơ. Thì trong khoảng thời gian gap year thì em có tham gia một khóa tiếng Tây Ban Nha 3 tháng ở Barcelona để học ngoại ngữ, để trao đổi văn hóa cũng như là chuẩn bị tinh thần cho việc sống xa nhà sắp tới. Bên cạnh đấy thì em cũng dành khá nhiều thời gian em làm từ thiện với nhóm bạn của mình. Phải nói là không thể không ủng hộ. Bởi vì nếu như Ale không có gap year thì cái việc chuẩn bị cho hành trình du học thực sự của bạn thì nó sẽ quá gấp. Và bất cứ cái gì mà làm cho sự gấp gáp thì cũng sẽ khó mà đạt được những cái mà mình kỳ vọng. Và cái thời gian mà chuẩn bị cho việc lựa chọn đi đâu rồi học cái gì thì đấy là thời gian mà mình đồng hành cùng với con. Cũng phải định hướng cho bạn là lựa chọn cái gì trong thời gian gap year, bởi vì nếu đã nói từ gap thì nếu mà mình không có một kế hoạch thực sự là rõ ràng, có mục tiêu, nhưng nếu mà cái kế hoạch không rõ ràng thì cái gap đấy nó sẽ rất là phí. Thế nên mình rất là cảm ơn là Ale đã thực hiện được kế hoạch gap year đấy một cách vô cùng tuyệt vời. Dự án này thì em bắt đầu vào khoảng hồi dịch, hồi năm 2021. Thì lúc đấy thì em cũng muốn có một cái hoạt động gì đấy thay vì chỉ ngồi nhà. Và lúc đó thì em nghĩ là từ thiện thì có vẻ là việc làm thiết thực nhất. Và đồng thời thì món gạo thì hầu như nhà nào cũng ăn rồi, nên là em nghĩ là mình có thể bắt đầu việc bán gạo. Và từ đấy thì em cũng lên kế hoạch này, rồi kêu gọi các bạn làm cùng với mình. Và đến thời điểm hiện tại thì đã còn 4.000 cân. Và trong 4.000 cân đấy thì những cái và mình sẽ trích khoảng 10 triệu cho một tấn để gửi tới quỹ Operation Smile để các em bé ở đấy có thể làm phẫu thuật. Thì về việc gap year là một năm đúng không ạ? Gà Lê nói là tuần tới Gà Lê sẽ bay và gap year là đúng tròn một năm. Thế còn với cái sự trưởng thành qua cái dự án Rise Smile là 2 năm. Và cái thời điểm đó là về mặt gọi là tâm sinh lý của các bạn thì đấy là một cái giai đoạn không hề dễ dàng đối với các bạn, gọi mình hay gọi là xỉu nhi. Nhưng tớ thì từ góc độ tớ thấy thì Ale đã đi qua cái giai đoạn đó một cách rất là, không phải là không có những khó khăn, nhưng tớ rất tự hào về bạn ý. Vì bạn ý đã đặt ra được những mục tiêu, bạn ý làm được nó và không bao giờ than thở. Thật ra thì phải đến đầu năm lớp 12 thì em mới quyết định là sẽ đi du học. Lúc đấy thời gian nó cũng hơi gấp. Nên là thế mà em mới quyết định là sẽ gặp Bia thì mình có đủ thời gian chuẩn bị. Và trong thời gian đấy thì các anh chị ở IDP cũng giúp đỡ em rất là nhiệt tình. Mọi người dù trong hoàn cảnh nào, dù đang làm gì thì mọi người cũng cho luôn giữ một thái độ rất là tích cực và luôn khiến em có cảm giác là mình được welcome. Em sẽ khuyên các bạn là nên bắt đầu sớm. Và nếu có khó khăn gì thì đừng ngại đến với IDP.